Hà Nội FC chịu tổn thất lớn về mặt lực lượng khi vắng Văn Quyết và Hùng Dũng nên được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Đà Nẵng. Sau khi Thanh Hóa bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa và Bình Định thất bại trước Viettel ở trận đấu sớm của vòng 8, Hà Nội FC có cơ hội rất lớn để tích lũy điểm số trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Hiện tại, đội bóng thủ đô đang kén đội đầu bảng Thanh Hóa 4 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một trận, do đó nếu đánh bại Đà Nẵng ở trận đấu muộn vòng 8, Hà Nội FC sẽ chỉ còn kém đội bóng xứ Thanh một điểm. Về mặt lý thuyết, việc gặp Đà Nẵng ở thời điểm này là cơ hội tốt để Hà Nội FC giành chiến thắng khi đội bóng sông Hàn đang có phong độ rất tệ và đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Hà Nội FC vắng Văn Quyết dài hạn, tuy nhiên trên thực tế Hà Nội FC cũng gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là về mặt lực lượng. Đội chủ sân hàng đấy vắng Văn Quyết 8 trận vì án treo giò. Bên cạnh đó, tiền vệ Hùng Dũng cũng nghỉ thi đấu vì vấn đề sức khỏe. Hùng Dũng và Văn Quyết là hai trụ cột của Hà Nội FC nên việc hai cầu thủ này vắng mặt cùng lúc là mất mát rất lớn với nhà đương kim vô địch và chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng này. Mặc dù vậy, Hà Nội FC vẫn có cơ sở để tin vào một kết quả có lợi khi được đá trên sân nhà. Tại thánh địa của mình, Hà Nội FC đang duy trì thành tích bất bại trước Đà Nẵng trong 10 năm qua. Hà Nội FC luôn có kết quả tốt khi gặp Đà Nẵng ở hàng đấy. Trên thực tế, Đà Nẵng thường xuyên gây ra rắc rối cho Hà Nội FC, nhưng đó là khi được đá ở Hòa Xuân. Tuy nhiên, mỗi khi đá tại hàng đấy, đội bóng sông Hàn thường xuyên bại trận, thậm chí có những trận đấu nhận thất bại đậm đà. Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC bị tổn thất về lực lượng, nhưng họ vẫn còn những nhân tố trẻ có thể tạo nên đột biến. Cộng thêm với lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Božidar Bandovic hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng. Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2023 diễn ra vào lúc 19h15 tối nay ngày 22 tháng 5.